Sao nam diễn đỉnh đến mức bị fan cấm có bạn gái xuống sắc hơn xưa vẫn hot lạ thường. Sao nam này được yêu thích trở lại, thậm chí bị cấm có bạn gái. Giữa Phượng Hành đã đi đến những tập cuối cùng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Mối quan hệ của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từ phim ra đến đời được bàn tán rộng rãi khiến người xem cật lực đẩy thuyền. Danh tiếng của Lâm Canh Tân cũng tăng trưởng tích cực trở lại nhờ diễn xuất tốt, ăn ý cạnh bạn diễn đến mức còn bị fan cấm yêu đương ngoài đời. Trên Weibo, nhiều fan bình luận hài hước rằng trong thời gian này, Lâm Canh Tân tuyệt đối không được quen bạn gái. Thậm chí nếu nỡ có bạn gái, anh cũng không được phép công khai hay chuyện ồn ào gì. Hiện tại ai nấy đều đang suy với cặp đôi Thẩm Ly Thần Quân trong sự Phượng Hành, còn mong muốn Lâm Canh Tân nên xuyên thật với Triệu Lệ Dĩnh. Trước khi trở lại với sự Phượng Hành, Lâm Canh Tân có lịch sử tình trường phức tạp, thay người yêu như thay áo. Anh cũng có sự nghiệp gián đoạn, không gặp nhiều thành công lớn. Nam diễn viên cho biết khi được thông tin sự Phượng Hành có Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, anh đã lập tức nhận lời mà không cần xem kịch bản. Điều này giống với chia sẻ trước kia khi anh đóng Sở Kiểu Chuyện cũng vì nàng Tiểu Hoa sinh năm 87 mà ra. Sau khi trở lại màn ảnh, Lâm Canh Tân được nhiều khán giả yêu thích, tăng thêm 300.000 fan sau khi phim lên sóng. Dù có nhiều bình luận tranh cãi về ngoại hình của Lâm Canh Tân trong vai thần quân, không có dáng vẻ của nam thần cổ trang, nhưng sức hút của anh vẫn hiện hữu rõ ràng, thậm chí vượt trội hơn cả những tiểu thiệt tươi hiện nay. Sau giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh lần 3, thậm chí ước được làm tình địch của nhau. Ở hậu trường đóng máy, Lâm Canh Tân bật khóc vì sợ rằng không còn cơ hội hợp tác với người đẹp nữa, khiến dân mạng dở khóc dở cười và yêu thương anh nhiều hơn.